Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là combo bộ lốc điều hòa của xe Fortuner máy dầu đời 2012. Đây chính là cái hình ảnh tổng thể cận cảnh của chiếc lốc của Fortuner. Đây là dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Với cái dòng sản phẩm này, chúng ta nhìn sơ quan thì nó sẽ tất cả nó sẽ rất giống với con Innova, nhưng nó khác một điểm, đó là cái mặt bích của nó là ngược bên. Lốc được bắt vào với thân lốc máy là bốn chân anh em nhé, hai chân trên và hai chân dưới bắt vào lốc máy. Lốc được lắp ghép với nhau bốn thân, một thân đầu, một thân đuôi, hai thân giữa. Đây con ốc xuyên qua đây. Bully của dòng này là nó chạy bản nhiều rãnh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tức là 7 BK, 6 rãnh nổi là 7 BK. Đây chính là cái bích để chúng ta bắt đầu co cút của hệ thống vào đây, hạ là bích cao. Đây chính là cái điểm để chúng ta gọi là, hay còn gọi là cái van để bảo vệ lốc, hay van gọi chúng ta còn gọi là cái van áp suất lốc đấy. Đây. Hàng liên doanh như chúng ta nhìn rất là chất này. Đấy. Đây. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm cái lốc điều hòa của 3,5 tấn. Cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.